được mấy con rồi? Ở bắt được mấy con rồi? Ba con hả? Cái này không phải. Đâu đưa cho bà Út coi coi. Đâu con bắt được con nào? Con đưa cho bà Út coi coi. Trời đi biển mà sợ nắng. Nên thành ra là bây giờ là quay lưng lại với mặt trời. Alo, xin chào tất cả mọi người. Kìa kìa, mặc cái quần ra đã, không mặc quần tắm biển. Ôi trời ơi trời. Uống nước kìa, uống nước biển. Ủa sao cô uống nước chưa? Giống sinh đôi quá vậy. Giống sinh đôi quá vậy. Biết lỗi không? Coi coi hai anh nhỏ này dễ thương lắm nè. À, con gì có ốc kìa phải không? Phải con ốc không? À không phải trái hả? Con nãy giờ có bắt con gì chưa? Có uống nước biển không con? Coi kìa sinh đôi hả chị? À vậy đó hả, năm một hả, nhìn như sinh đôi nha. Mấy hai thằng tám như thiên thái. Coi kìa, như thiên thái vậy đó. Ủa nè, nãy giờ con bắt được con nào chưa? Sinh đôi à, hai chú nhỏ dễ thương ghê không? Hai đứa, thằng đó thì không chịu xuống. Rồi Bảo con mò cám đi Bảo. Ủa mò ốc đi. Hả? Hello cả nhà, trời ơi đi biển mà sợ nắng quá nên thành ra là chưa có dám tắm luôn á. Trời ơi. Phải trùm kính rồi. Alo xin chào cả nhà. Cái gì vậy con này, con gì? Hả? Con ốc hả? Con ốc này ăn được không? Nó nhỏ quá à, thôi thả nó về biển nha. Ừ thả nó về biển nha, nó nhỏ quá, thả nó về biển đi. Thả nó về biển đi, nó còn nhỏ quá. Nè con thả nó về biển đi. Rồi đẩy thả nó về biển đi. Hay quá, Bảo bắt bây giờ nhiều đó nha. Biển Hà Tiên nha mọi người. Ở đây hiện tại là mũi nai. Đây. Rồi mình mới trở lại nơi này. 7 năm trước á, thì mình đi thực tập cùng với trường trong cái chuyến hành trình liên tuyến miền Tây thì có ghé Hà Tiên. Có mấy đoàn tàu đánh cá hiện tại là họ đang về bến. Về chói mình không thấy luôn ấy. Nãy giờ được mấy con rồi? Gì hả? Ốc gì vậy Thi? Con nghêu á. À nghêu á hả? Đâu con mở bọc ra cho bà Út coi Ngân. À vậy đó hả? Đây lớn hả? Đây nè. Cái nhỏ nè. Đó. Ở dưới đó vậy đó. À. Dễ thương. Nó phải được lên trên đó, đưa
dép lên đây đi lên bờ. Đi lên bờ cất đôi dép. Ủa sợ nên mình không thấy xuất hiện tên của ai vậy ta. Nãy xuống biển mà quên để đôi dép lại. Ăn sơ ri đi. Thấy